chị đừng có đánh theo cái kiểu là tôi nghi ngờ đáp án này, tôi đánh đáp án này, tôi nghi ngờ đáp án kia, tôi đánh đáp án kia. Cái lát 1A, 2C, 3D, 4A có khi lát ra cộng điểm luôn á. Rồi, nghe và đọc hiểu thì chắc nghiệm 100%. Em nhắc lại câu nào chắc ăn đúng 100% thì làm. Còn câu nào không đúng, anh chị đánh theo quy tắc 4 đến 6 câu một lần và chọn một trong ba đáp án B, C, D để đánh. Hôm trước em có nói rồi, cái mục tiêu môn nghe, hiểu và đọc hiểu của anh chị là mỗi môn 2 điểm. Còn lại môn viết và môn nói, mục tiêu của mình là mỗi môn 6 điểm. Nếu anh chị thi B1, vì vậy là câu nào đối với nghe, hiểu và đọc hiểu là phần trắc nghiệm. Câu nào chắc ăn đúng 100% thì làm, không đúng thì mình đánh theo quy tắc 4 đến 6 câu một lần cùng một đáp án. Anh chị chọn đáp án B, C hoặc là D tùy mình. Rồi ví dụ, câu số 21, 22, 23, 24, đây là ví dụ đang phải đáp án của đề thi đâu anh chị nha. Mỗi người một đề thi, không ai giống ai hết, đây là ví dụ nha. Câu A em chắc chắn đúng, em câu 22 em chắc chắn là đáp án A đúng, em sẽ chọn đáp án A. Những câu còn lại em đánh hết cùng một đáp án B, C hoặc D. Và quy tắc là đánh 4 đến 6 câu một lần. Ở đây em đánh 4 câu một lần. Nhớ đánh trắc nghiệm quy tắc 4 đến 6 câu một lần, đánh cùng một đáp án. Rồi bây giờ môn nghe. Môn nghe hiểu mình thi trong vòng 45 phút và mình sẽ có 35 câu hỏi. Chia ra làm 3 phần, 45 phút, 35 câu hỏi này chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất sẽ có 8 câu đơn. Chờ em tí. Rồi, phần thứ nhất của mình sẽ có 8 câu đơn nha. 8 câu này nó sẽ có 8 đoạn thông báo, 8 đoạn ghi chú rồi gì đó ngắn ngắn. Mỗi lần người ta đọc một đoạn thông báo, một đoạn ghi chú gì đó. Có thể ngoài trạm xe buýt, có thể ở ngoài sân bay hay cái gì đó thì tùy. Có thể là ở trong một cái văn phòng có một cái thông báo gì đó hay là tùy nha. Rồi, tôi nói tóm gọn lại thì cái phần trắc nghiệm đánh 4 đến 6 câu một lần nếu câu đó không biết. Ví dụ 8 câu đơn này, phần thứ nhất của môn nghe 8 câu đơn. Em mặc định trước là em sẽ chọn đáp án C. Em mặc định trước là em sẽ chọn đáp án C. Vậy thì ví dụ 8 câu này em nghe tám đoạn thông báo ngắn. Câu số 2 em nghe em chắc chắn câu A. Câu 5 nghe xong biết chắc chắn là đáp án B. Câu 7 nghe xong chắc chắn là đáp án D. Những câu còn lại em không biết, em đánh hết cùng một đáp án là C, B hay D. Đây thì tùy anh chị. Ở đây còn lại 5 câu em không biết thì em đánh hết cùng một đáp án nha. Cái này có nhiều anh chị cô không nghe em nói rồi một lát xin file, vì thế em không có gửi file. Nên anh chị chú ý nghe và ghi chú lại nha. Em không có gửi file, vì thế anh chị phải chú ý nghe. Rồi trong trường hợp 8 câu này anh chị không nghe được bất kỳ câu nào hết, hoặc là có những anh chị học yếu không nghe được. Cái máy Oppo S1 này là của ai? Nó cứ vọc mãi nè. Cái máy Oppo S1S này là của ai vậy ạ? Em remove lag ra luôn á nha. Hỏi hoài không trả lời. Trường hợp 8 câu này thì mình không làm được bất kỳ câu nào, hoặc là có những anh chị không có học môn buổi này, học của môn nghe. Rồi thì làm gì? 8 câu này chia ra làm đôi, mỗi 4 câu đánh một lần. Nếu đánh hết 8 câu cùng một đáp án thì nó hơi bị nhiều. Vì vậy anh chị chia ra làm 2. 4 câu trên đánh cùng một đáp án B, C hay D tùy. 4 câu dưới đánh cùng một đáp án B, C hay D hay là tùy. Nhớ là cái quy tắc đánh 4 đến 6 câu một lần cho cùng một đáp án, anh chị né đáp án A ra giùm em.
Bởi vì đáp án A em thấy trong các cái đề thi nó ít khi nào ra A, vì thế anh chị chọn B xem hoặc là D nha. Nhớ là né cái đáp án A ra đừng chọn nó. Phần thứ nhất có 8 câu. 8 câu hỏi đơn đưa ra 8 đoạn thông báo, 8 đoạn ghi chú ngắn, người ta đọc xong mỗi đoạn thông báo, mỗi đoạn ghi chú đó. Người ta đưa cho mình một câu hỏi, mình chọn A, B, C hoặc D. Câu nào chắc ăn đúng 100% thì làm, câu những câu còn lại không biết làm theo quy tắc 4-6 câu một lần. Trong trường hợp 8 câu này không nghe được hoặc từ trước tới giờ không hề học qua môn nghe, thì anh chị chọn chia ra làm đôi, 4 câu trên chọn cùng đáp án, 4 câu dưới chọn cùng một đáp án B, C hoặc D. Rồi qua tới phần thứ hai. Phần thứ hai là người ta sẽ cho mình 3 đoạn hội thoại. Một cái đoạn hội thoại như vậy, khi mình nghe xong mình sẽ trả lời 4 câu hỏi. Rồi qua phần 2, nghe hết đoạn hội thoại thứ nhất, anh chị sẽ trả lời câu 9, câu 10, 11, 12. Nghe hết đoạn hội thoại thứ hai, trả lời câu 13, 14, 15 và 16. Nghe hết đoạn hội thoại thứ ba, trả lời câu 17, 18, 19. Cũng quy tắc 4-6 câu một lần, lắng cùng một đáp án. Những anh chị khá em không nói, những anh chị yếu xíu. Rồi có thể là nghe hết cái này, anh chị sẽ trả lời được cái câu đầu tiên hoặc là cái câu cuối cùng. Tại thường những cái thông tin giữa anh chị nghe được ít và nhớ được ít, thì những cái thông tin đầu tiên và những thông tin cuối cùng của cái đoạn hội thoại đó có thể là anh chị sẽ nhớ được. Vì vậy khi anh chị nghe xong có thể là anh chị sẽ trả lời được câu số 9 đó. Rồi em ví dụ em nghe được câu số 9 là câu số 9A. Ba cái còn lại nó hơi khó em nghe không được, em chọn cùng một đáp án B, C hoặc D. Rồi ở đây em chọn đáp án D. Qua tới đoạn hội thoại thứ hai tương tự, mới lúc đầu do họ đọc cũng nghe được mấy câu, trả lời được câu số 13. Em chọn câu số 13, ví dụ là đáp án B đi, em chọn B. Rồi ba câu còn lại em chọn cùng một đáp án là đáp án D, giống như ở phía trên đây nè. Giống như ở phía trên đây luôn, tại đây mới có 3 câu, thì ở đây 4-6 câu mình có thể chọn 3 câu nữa nha. Rồi qua tới cái đoạn hội thoại thứ 3. Qua tới đoạn hội thoại thứ 3, đọc xong đoạn hội thoại thứ 3 sẽ trả lời câu 17 tới câu 20. Nhưng mà trên đây quá nhiều đáp án D rồi, 6 câu rồi, vì thế xuống đây ví dụ mình nghe được câu đầu 3 câu còn lại, chọn cùng một đáp án. Trong trường hợp em muốn tiết kiệm thời gian để em làm chuyện khác, em không nghe được bất kỳ câu nào hoặc em nhắm là em sẽ không nghe được hoặc em bỏ luôn, vậy thì 4-3 cái đoạn hội thoại này, mỗi lần đoạn hội thoại có 4 câu đúng không, rồi 4 câu đó chọn cùng một đáp án B, C, D tùy mình. Cứ 4 câu đánh cùng một đáp án, 4-6 câu rồi đáp án lần nha. Cái này nó chia ra sẵn như thế này rồi thì thôi mình chọn 4 câu cùng một đáp án, cùng một đáp án. Tương tự cho phần nghe số 3. Phần nghe số 3 một cách chân thành anh chị đánh đặt hãy đi khỏi làm, bởi vì chị sẽ không làm được. Phần nghe thứ ba, người ta sẽ cho mình nghe 3 bài thuyết trình, 3 bài giảng, 3 bài luận gì đó. Mỗi cái bài giảng, mỗi bài luận, mỗi bài thuyết trình như vậy, sau khi nghe xong sẽ có 5 câu hỏi, cũng dạng đáp án A, B, C, D. Thì em nói rồi, cũng nhiều lắm nghe được câu đầu, nhưng ở đây khó hơn cái phần số 2. Cái phần số 2 là hội thoại giữa hai người, thoại những cái gì đó nó khá là bình thường, bình dân. Còn ba cái đoạn này, ba cái đoạn nghe ở cái phần số 3 này, các cái chủ đề của nó rất là mông lung, khó hiểu, mang tính chất chuyên ngành, từ vựng thì mang tính chất hàn lâm, học thuật nên rất là khó. Vì thế để tiết kiệm thời gian, anh chị đánh đại luôn đi cho nó lẹ. Cứ 5 câu một lần, cứ một lần 5 câu chọn cùng một đáp án A, B, C, D gì đó tùy mình nha. Hoàn toàn làm giống phần nói số 2. FS1 nè, trời ơi, mình có học không? Mình thấy không? Để cho người khác nghe. Em tắt mic rồi mà sao cứ mở mic lên hoài vậy? Như vậy, sau khi đọc hiểu xong một đoạn như vậy thì sẽ trả lời 10 câu hỏi. Mà nói vậy thôi chứ không ai đọc hiểu hết đoạn xong rồi sau đó trả lời 10 câu hỏi phía dưới đâu. Làm như vậy, đọc hết nguyên một cái buổi sáng chưa chắc hiểu hết đoạn.
Vì vậy, thầy Tính đã có hướng dẫn cho mình cách để mà đọc hiểu và trả lời câu hỏi 10 câu hỏi của cái đoạn đầu tiên. 10 cái câu này ở cái đoạn này nó khá là dễ, bởi vì cái đoạn văn này nó viết về các cái chủ đề xung quanh hàng ngày của mình. Nó viết những cái chủ đề rất là dễ xung quanh mình. Mình có thể làm được 5 đến 6 câu trong phần này đó mọi người. Thì cái cách làm thì thầy Tính đã có hướng dẫn rồi, giáo viên nào dạy anh chị cũng đã có hướng dẫn rồi ha. Rồi cũng quy tắc 4 đến 6 câu một lần. Ví dụ ở phần thứ nhất của môn đọc tiểu này em chọn đáp án B, thì những câu nào em biết chắc ăn đúng thì em làm, câu nào không biết em chọn đáp án B hết. Em chọn hết đáp án B. Rồi ví dụ như cái phần này em đoạn thứ nhất khá là dễ, em nghe được 5 câu. 5 câu còn lại em chọn hết B. Em chọn hết đáp án B. Nhưng ví dụ anh chị có thời gian chỉ khá hơn tí, anh chị đọc nè, 5 câu còn lại chọn đáp án B. Nhưng mà đọc xong đáp án hết rồi mới thấy là cái câu ví dụ như câu số 4 đi, em chọn đáp án B. Nhưng mà em nói là câu nào không biết mình chọn B hết, đúng không? Ví dụ như vậy đi. Nhưng mà đọc xuống câu số 4 em không biết phải trả lời câu nào, còn nghi ngờ. Cứ nghi ngờ là mình sẽ không làm. Vì sao? Nghi ngờ mà anh chị làm thì anh chị sẽ nhấn bẫy, bởi vì cái kỳ thi này các cái bài đọc tiểu và nghe hiểu trách nhiệm của nó toàn là bẫy không ạ anh chị. Em giải rất là nhiều đề toàn là dính bẫy, anh chị mà hiểu lơ mơ anh chị bạn. Anh chị cứ đoán, ừ chị cho cái này có khả năng là cái này anh chị chọn nó thì thế nào cũng dính bẫy và cái nào cũng sai. Vì thế cái nào mình biết chắc ăn đúng mới làm, không biết chắc ăn đúng là không làm. Nhưng ví dụ ở câu số 4 em chọn đáp án B, tất cả những câu còn lại em không biết em chọn B hết. Nhưng mà em đọc sơ qua, em lướt qua, em thấy câu này không thể là đáp án B được. Vậy thì đừng cố chấp để nó ở B, ở đáp án B như lời con bé Mai. Anh chị đổi nó sang một đáp án khác, C, D gì đó là tùy nha. Đừng để nó ở đáp án B, bởi vì mình biết chắc chắn nó không thể là đáp án B được. Mà còn cố chấp để nó thì sai chắc ăn luôn nha. Rồi còn ví dụ trong trường hợp 10 câu này em không nghe làm được câu nào hết sao? Thì chia ra làm 2. Chia ra làm 2 nha mọi người. Đây ví dụ như cái phần này nó cũng, cái đoạn đầu tiên có thể là nó dễ, có thể là mình trả lời được 5 tới 6 câu. Nhưng mà các bạn dễ dở một tí thì các bạn cũng có thể trả lời được cái câu hỏi là chủ đề của cái đoạn này là cái gì. Nó thường nó nằm ở câu số 1 hoặc câu số 2. Ví dụ như em trả lời được có một câu 1 trong nguyên cái đoạn này là hỏi chủ đề là cái gì ở câu số 1 đi, thì 9 câu còn lại em cũng chia ra làm 2. 5 câu trên em chọn B, 5 câu dưới, 4 câu trên em chọn B, rồi 5 câu dưới em chọn C. Nói chung là cũng quy tắc, cái này do 10 câu nhiều quá thì chọn một lần, 10 câu nó nhiều quá thì mình chẻ ra làm 2 thế thôi. Rồi được không ạ? Có ai không nghe không ạ? Nghe được thôi. Rồi ok. Cái người là Apple F, một F này nghe chưa, và đây là ai đây? Đã nghe chưa và ai vậy? Dạ em nghe được rồi cô ạ. Chị Hoàng hả chị Hoàng? Rồi ok, tại nãy em thấy có người nhắn lên không nghe. Rồi, phần thứ hai tương tự. Nhưng mà cái phần thứ hai của môn đọc hiểu nó hơi khó hơn tí nha. Phần 2 và phần 3 luôn. Nó hơi khó hơn một tí, bởi vì là các cái chủ đề của nó sẽ mang tính chất chuyên ngành nhiều hơn. Những cái chủ đề khó hơn một tí, ví dụ như về kinh tế nè, về y tế, về giáo dục, thậm chí là về chính trị luôn, nó khó hơn một tí nha. Nên thành ra có thể là mọi người sẽ không làm được ở các phần thứ hai, thì mọi người cũng xài nguyên tắc 4 đến 6 câu một lần. Còn trong trường hợp quyết định tôi sẽ dành toàn bộ thời gian đọc hiểu này để làm cái chuyện khác, thì mình để dành cái thời gian đó còn làm cái gì? Tí xíu em nói sau ha.
Thì tôi quyết định thôi, tôi đọc sơ sơ, trả lời được một hai câu nào mình có thể làm thôi. Còn những câu còn lại không cố gắng để dành thời gian làm chuyện khác, cứ đánh lại hết theo nguyên tắc 4 đến 6 câu một lần. Rồi qua tới đoạn thứ 3, nhiều lắm anh chị sẽ trả lời đoạn thứ 4 của môn đọc tiểu. Đoạn thứ 4 của môn đọc tiểu nó rất là khó anh chị. Nhiều lắm anh chị sẽ trả lời được mỗi cái câu chủ đề là gì, còn ngoài ra anh chị sẽ không trả lời được những câu khác. Thì thôi đừng cố gắng, nhất là cái đoạn thứ 4 nè, nó sẽ là những cái chủ đề khó. Những cái chủ đề khó đôi khi nó những cái chủ đề về gì, khủng long bạo chúa gì đó, rồi vũ trụ, rồi không gian, cực kỳ khó luôn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là chủ đề khó, rồi từ vựng khó, rồi nhiều mèo ở trong đó nữa, nhiều bẫy trong đó nữa. Từ vựng cũng khó, cái cách sử dụng câu từ trong đó nó cũng khó. Từ vựng mang tính chất hàn lâm, mang tính học thuật cao ha, nên nó khó. Thôi đánh đại đi để dành thời gian làm chuyện khác, bởi vì có làm cũng ai không đúng nổi đâu, cái phần này khó lắm. Rồi cái đoạn thứ tư nó rất khó, vì thế thôi đánh đại hết đi nha, đánh đại nguyên đại luôn. Còn ai biết được cái chủ đề là gì thì làm. Còn phần số 1 cái khá là dễ thì sẽ làm được 5-6 câu. Còn phần 2, phần 3 thì hên xui đó. Thật sự là hên xui, ai thấy mình khá khá trả lời được 1-2 câu về chủ đề. Còn ai thấy mình yếu quá thôi đánh lại luôn phần 2, phần 3 ha. Rồi làm như vậy đảm bảo, để đảm bảo anh chị trên 2 điểm môn đọc tiểu và môn nghe hiểu. Để đảm bảo đọc tiểu và nghe hiểu trên 2 điểm anh chị nha. Bởi vì đọc tiểu và nghe hiểu anh chị thấp quá, anh chị sẽ không thể kéo nổi đâu. Môn nghe, môn nói với môn viết kéo không nổi. Rồi tóm tắt lại phần đọc tiểu và phần nghe hiểu, ai không nhớ thì ghi lại. Còn anh chị nào chụp xài điện thoại có thể chụp màn hình hay gì đó. Phần nghe lần thứ nhất có 8 câu đơn có thể làm được đó, cố gắng nghe được bao nhiêu thì nghe. Phần thứ hai giỏi lắm làm được một câu đầu của mỗi đoạn hội thoại thôi, nó có 3 đoạn hội thoại đó, những câu còn lại đánh lại đi. Phần thứ ba cũng không nghe, chắc chắn không ai làm nổi hết đâu, bởi vì phần này C1 mà nghe còn không nổi, thôi bỏ qua luôn đi, đi đánh đi để thời gian làm chuyện khác. Với môn đọc tiểu phần thứ nhất anh chị có thể làm được, câu nào làm không được xài quy tắc 4-6 câu một lần cùng một đáp án, đánh B, C hoặc D. Phần thứ hai, phần thứ ba có thể làm được 1-3 câu thì anh tôi tùy khả năng, những câu còn lại không biết đánh đại. Phần thứ tư thôi đánh đại hết đi, làm không có được đâu. Rồi một lưu ý cực kỳ quan trọng, nãy giờ em toàn chỉ anh chị đánh đại không thôi, thì cái thời gian còn lại để làm cái gì, thời gian còn lại để bổ sung cho môn nói hay môn viết nha. Anh chị không nộp bài sớm, vô trong thi để ý thật kỹ, xem giám thị hướng dẫn cái cách để mà làm bài, cách chuyển bài từ đọc tiểu qua viết qua nói như thế nào để có thể giữ lại cái phần thời gian còn thừa. Cái phần thời gian nãy giờ mà toàn đánh đại môn nghe hiểu với môn đọc tiểu không đó mọi người, anh chị để thời gian tự thôi hết, anh chị không có nộp bài sớm nha. Anh chị bấm nộp bài cái môn đó là mất hết thời gian còn dư đó. Mình cố ý để cái thời gian còn dư môn nghe hiểu với môn đọc tiểu để làm bài bổ trợ cho môn nói với môn viết. Thì làm cái gì? Trong thời gian thi nói với thi nghe hiểu với đọc tiểu thời gian còn thừa đó, anh chị viết cái sườn bài môn nói ra và viết cái sườn bài môn viết. Lúc đó anh chị ưu tiên viết sườn bài môn nói trước. Môn nói phần thứ nhất không kể tới. Phần thứ nhất có các cái chủ đề, anh chị lưu ý có các cái chủ đề, chọn một trong hai chủ đề đó, ai mà có khả năng thì trả lời hết cả hai chủ đề là càng tốt nha. Rồi viết cái sườn môn nói phần thứ hai và viết cái sườn môn nói phần thứ ba ra tờ giấy nháp. Để làm cái gì? Để lát vô cái phần thi môn nói anh chị không có bị, thời gian nó trôi nhanh quá không có bị quên, chỉ cần viết ra sẵn cái sườn rồi chừa trống 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 đó, lát điền 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 thông tin vô đó, nhìn thấy cái đề điền thông tin vô đó rồi bắt đầu cầm tờ giấy đọc. Anh chị được phép cầm tờ giấy đọc, đó là lợi điểm của thi trên máy tính về môn nói, là anh chị viết sẵn cái sườn bài môn nói ra để lát nói cho nó lưu loát phần 2, phần 3 nhớ ha. Xong rồi lát vô thi cầm tờ giấy đọc, điền vô đọc kiểu cái đề rồi điền thông tin vô rồi cầm tờ giấy đọc. Do cái môn nói nó rất là nhanh, mỗi phần nói nó trôi qua chỉ có vài ba phút thôi, nên ưu tiên viết cái sườn môn nói trước nha, rồi lát viết cái sườn môn viết sau. Rồi cái sườn bài này đó anh chị viết nhỏ nhỏ giùm em, bởi vì mỗi người chỉ có một tờ giấy nháp thôi, thì một tờ giấy nháp duy nhất nó là cái tờ phiếu dự thi của mình luôn, trên đó có đầy đủ thông tin cá nhân của mình. Và mỗi người chỉ có một tờ thôi, vì bạn anh chị viết chữ nhỏ nhỏ, đừng có viết được quá, lát nữa không có chỗ để viết. Rồi sườn nói, môn nói nhớ viết phần 2, phần 3 ra.
phần viết thư và phần viết luận. Cái phần viết thư á anh chị, em sẽ viết ra cái phần chung nhất của cái phần viết thư, mở bài, thân bài và kết bài, nó có cái gì trong đó, viết ra các cái câu kết bài, các cái câu mở bài, cái gì đó đó đó, viết ra để lát nhìn vô đó làm cho lẹ. Phần luận cũng vậy, phần luận anh chị cũng đánh máy, anh chị cũng viết sẵn cái sườn ra. Và cái sườn bài Advanced List và Advanced, và cái sườn bài Auditory, hai cái sườn bài dạng 1, dạng 2 nó ra rất thường xuyên. Vì vậy em chỉ viết trước hai cái sườn này, ưu tiên trước hai cái sườn này nha. Nhưng mà em nhắc luôn nha, viết để làm cái gì? Môn nói viết là để nhìn đọc, còn môn viết, viết là để hỗ trợ cho mình một lát mắt xong mình quên, mình ngồi mình nhớ bài đó lâu. Một lát vô cái phần sườn bài, lúc anh chị đánh máy, anh chị không được nhìn qua cái sườn anh chị đã viết để đánh máy đâu nha. Anh chị vừa nhìn vừa đánh máy nó sẽ bị đọc, lúc đó đầu anh chị không chịu suy nghĩ, anh chị cứ lo nhìn và đánh, nó sẽ rất mất thời gian. Mình viết là để dự phòng một lát mình có quên thì mình nhìn lại. Còn khi vô thi á, đánh máy á, anh chị, đó là mình đánh máy luôn. Mình nhớ cái gì trong đầu mình đánh máy cái đó, lỡ cái đoạn nào có quên hoặc anh chị cần kiểm tra lại thì anh chị mới nhìn lại cái sườn hồi nãy anh chị viết. Bởi vì anh chị viết trên giấy anh chị có nhiều thời gian để suy nghĩ nên anh chị viết sẵn ra đó. Còn vô bắt đầu tính thời gian thi môn viết, anh chị đánh máy nó mất rất nhiều thời giờ. Anh chị không có kịp để suy nghĩ, lỡ quên không có thời gian để suy nghĩ nữa. Cái thứ hai nữa là anh chị khi đánh máy là nhớ thì tối không được nhìn cái tờ giấy nha. Nhìn tờ giấy mà đánh nó sẽ bị đọc. Cứ là nhìn rồi đánh nó lâu, anh chị bị đọc, anh chị ý y cái tờ giấy, nhìn cái tờ giấy, nhìn cái tờ nháp. Và anh chị phải tăng chủ động, anh chị đánh máy, phần nào quên mới nhìn hoặc là cần kiểm tra lại mới nhìn nha. Rồi bắt đầu vô môn viết. Mình sẽ thi môn nghe hiểu, rồi tới môn đọc hiểu, tới môn viết. Môn viết nó có hai phần, phần thứ nhất là anh chị viết một cái lá thư. Nó có hai cái task. Task 1 là viết một cái lá thư, anh chị có 60 phút để làm hai một cái môn viết nha. Rồi bắt đầu cái task 1 viết cái lá thư. Cái lá thư này anh chị phải viết 120 từ và anh chị. Và cái lá thư này nè, nó chỉ chiếm 1/3 số điểm môn viết thôi. Có nghĩa là khi tính điểm môn này, người ta sẽ lấy điểm bài luận nhân đôi rồi cộng với điểm viết thư chia cho 3 đó, nên được tính là 1/3 số điểm môn viết. Rồi các cái bước để làm môn viết, ai không nhớ thì chụp lại màn hình hoặc là viết lại, em đọc tới đâu, em muốn nhớ tới đâu mình viết tới đó, hoặc không thì chụp lại màn hình. Bước 1 là tự chia thời gian, tự nhẩm thời gian. Anh chị phải tự biết rằng mình chỉ có 15 phút, tối đa 15 phút để viết lá thư. Sau 15 phút cho dù không hoàn thành lá thư cũng phải bỏ đó làm qua tới bài luận. Bởi vì bài luận quan trọng hơn, chiếm nhiều điểm hơn nha. Rồi tự nhẩm thời gian nè, anh chị phải tự hiểu rằng mình đọc hiểu nè, mình suy nghĩ, mình đánh máy, mình hoàn tất một cái bài tập làm văn chỉ có 15 phút thôi. Rồi, trên cái màn hình khi á, nó có cái đồng hồ đếm ngược, nó nhảy từ cái phút thứ 60 cho tới cái phút thứ 45, có nghĩa là anh chị đã dùng hết 15 phút và còn lại 45 phút thôi. Thì máy nó nhảy từ phút thứ 60 tới phút thứ 45, thì anh chị phải hoàn tất cái lá thư. Hoàn tất là làm gì, anh chị phải đọc hiểu được, suy nghĩ ra cái mình cần phải làm và đánh máy cho nó xong lá thư trong vòng 15 phút nha, không được vượt quá 15 phút. Rồi, thư thì nếu mà chia theo mục đích viết thư thì nó có rất là nhiều dạng, thư comment, thư phàn nàn đó, thư cung cấp, thư cảm ơn, đôi khi là cái thư thăm hỏi thông tin tùm lum hết. Thì trước tiên mình phải nhận diện được đây là mình viết cái dạng thư nào. Thư cung cấp thông tin hay là thư xin lỗi, thư phàn nàn, thư gì đó, phải xác định được cái loại thư mình cần phải viết mới làm được nha. Và một cái lá thư, một bài nói, một bài luận luôn luôn phải có đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Nếu không thiếu một trong 3 phần này, em chưa kể phần nào quan trọng, cho dù là thiếu cái kết bài đi, cái kết bài ít điểm thì anh bài của anh chị gần như là không có điểm đâu. Nhiều lắm cho 1 điểm, nửa điểm là cùng. Vì thế kiểu gì thì kiểu cũng phải làm đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Vì thế phần mở bài và phần kết bài đối với cái lá thư thì dường như anh chị là học thuộc thôi, không có thay đổi bao nhiêu hết. Vì thế vô, anh chị viết cái mở bài và viết cái kết bài trước. Vì mình thi trên máy tính, anh chị có thể enter xuống dòng chừa một bài cái ô và cái dòng đó. Rồi sau đó làm xong mở bài, làm xong kết bài mới quay lên làm lại cái thân bài. Thì có bao nhiêu thông tin cần để trả lời đáp ứng theo yêu cầu của đề bài thì anh chị viết hết vô cái thân bài nha.
Và khi viết cái này thì anh chị viết các cái ý ra trước, sau đó mở rộng nó sau. Viết ý trước rồi sau đó mở rộng nó sau để mình đảm bảo là mình có đầy đủ một cái bài, một cái lá thư ba phần. Mở bài, thân bài và kết bài. Và trong thân bài thì nó cũng có sơ sơ lược các cái ý thì cũng có điểm nha. Rồi sau khi viết hết tất cả các ý xong rồi làm gì? Quay lại chưa hết 15 phút, quay lại làm gì? Hoàn thiện cái ý. Hồi nãy có 3 ý trả lời 3 câu hỏi mà em mới trả lời sơ lược qua thôi, chưa có làm kỹ, giờ quay lại còn hơn 10, còn chưa xài hết 15 phút, quay lại hoàn thiện các cái ý này cho nó đầy đủ. Nhớ là phải viết các cái ý trước đi đã, rồi lát mới mở rộng nó xong, được chưa? Rồi ai không nhớ thì viết lại cái phần này. Rồi, cái phần này bỏ qua. Phần này thì hôm trước mọi người học rồi, em không nói tới nữa. Giờ này ai còn chưa có biết cách nhận diện các cái dạng thư á anh chị? Anh chị viết cái này vô. Nói chung thư thì cũng giống như tiếng Việt của mình, vô cũng phải chào hỏi người ta, rồi nói lên mình viết thư này để làm gì, gọi là mục đích viết thư. Rồi kết bài thì viết một vài câu tóm lại cái lá thư rồi chào hỏi gì gì đó, ký tên. Thân bài thì yêu cầu gì làm hết, nhét hết vô thân bài này nha. Rồi qua tới phần thứ hai của môn luận. Task 2 này anh chị có 35 phút để làm bài. Thì đồng hồ hồi nãy xài hết 15 phút, đồng hồ nó nhảy tới phút thứ 45 đúng không? Bây giờ đồng hồ nhảy từ phút thứ 44 cho tới cái phút thứ 10. Là anh chị sẽ xài hết 35 phút, đồng hồ đếm ngược thì mình sẽ còn lại 10 phút thôi. 10 phút có làm gì lát tính sau. Trong vòng 35 phút này anh chị làm gì? Anh chị cũng phải đọc hiểu cái đề bài, suy nghĩ cái cách để làm bài, và cuối cùng là đánh máy vô cho hoàn thiện. Rồi anh chị nhớ khi làm lá thư thì còn có thể là vừa làm vừa nghĩ. Còn đối với cái bài luận tuyệt đối phải lập dàn ý, không làm dàn ý là sẽ bị sai. Anh chị viết lạc đề, anh chị viết tập ý tùm lum các kiểu. Ví dụ như người ta đề bài nó kêu là anh chị hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của Internet, thì phải viết giấy nháp ra đoạn thứ nhất là ưu điểm của Internet, đoạn thứ hai là nhược điểm của Internet. Rồi đoạn thứ nhất ưu điểm của Internet viết ra 2 cho đến 3 cái ý lớn là gì? Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền. Rồi cái nhược điểm là gì? Viết ra 2 cái ý lớn là gì? Mua sản phẩm có thể bị giả mạo, cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạo lực trẻ em hoặc là cái gì đó ảnh hưởng sức khỏe gì đó, tùy mọi người. Ghi vô sức khỏe nè, rồi gì đây, hàng giả. Rồi còn ưu điểm là gì? Thời gian và tiền bạc. Viết các ý chính như vậy một lát, bám sát vô các cái câu đó, bám sát vô đó làm sẽ không bị sai nha. Không lập cái dàn ý thể nào cũng bị trùng ý, lập ý, sai ý, lạc đề các kiểu. Nhớ lập cái dàn ý. Rồi cái phần này anh chị dành 35 phút để làm nó. Trước tiên vô cũng phải xác định là mình cần phải viết 250 từ y chang như cái lá thư. Vô làm gì? Tự chia thời gian, tự nhẩm thời gian, đọc hiểu và làm bài suy nghĩ hết 35 phút. Làm từ phút thứ 44 tới phút thứ 10 là hết 35 phút nha. Đầu tiên làm gì? Tự chia thời gian xong rồi làm gì tiếp theo? Bước thứ hai là nhận diện luận. Có tổng cộng tới 6 cái dạng luận, nhưng khi đi học thường thì tụi em chỉ hướng dẫn cho anh chị có 4 dạng luận thôi. Và khi học rành hết 4 dạng luận này, cho dù anh chị gặp 2 cái dạng luận còn lại, anh chị cũng sẽ làm được. Chắc chắn luôn, ai mà nắm rõ 4 dạng luận bên em hướng dẫn. 2 dạng còn lại là dạng 2 câu hỏi. Và cái dạng hỏi xu hướng là gì thì thật ra anh chị thuộc hết 4 cái dạng trên, rõ hết 4 dạng trên, 2 dạng dưới khỏi dạng này. Khỏi hướng dẫn anh chị cũng sẽ tự làm được nha. Rồi bắt đầu vô viết làm gì đây? Viết mở bài và kết bài. Mở bài và kết bài thì hầu như anh chị chỉ học thuộc và làm thôi. Và muốn viết được mở bài, viết được kết bài thì anh chị phải xác định cái gì? Chủ đề cần bàn luận là gì? Xác định chủ đề rút gọn là cái nào và đoạn chủ đề là cái nào.
xác định chủ đề là gì, chủ đề rút gọn là gì, đoạn chủ đề là cái nào thì anh chị mới có thể viết được cái mở bài và cái kết bài nha. Trước khi làm thì nhớ phải xác định được ba cái món đó, rồi sau đó viết mở bài, kết bài xong nhớ là enter xuống mấy dòng vừa làm gì, viết thân bài. Thân bài thì em nói rồi, thường là mình sẽ viết 2 đến 3 đoạn, ít ai viết một đoạn. Thì 2 tới 3 đoạn này, trong một đoạn như vậy nó sẽ có các cái ý 1, ý 2, ý 3. Đoạn thứ hai nó cũng vậy, ý 1, ý 2, ý 3 giống như hồi nãy cái sườn em nói đó anh chị. À, cái sườn hay gì anh chị viết trên giấy, anh chị có thể làm thẳng vô trong máy tính luôn. On to one hand, một mặt là cái gì gì đó, xong rồi ý 1 là cái gì, ý 2 là cái gì, ý 3 là cái gì. Ý 1 là time, thời gian, ý 2 là cái gì, money. Rồi tới đoạn thứ hai, ý 1 là cái gì, sản phẩm, product. Thứ hai là cái gì, là cái gì đó là tùy nha. Rồi sau khi có cái sơ sơ như vậy, bắt đầu mới viết những cái câu gì đó liên quan tới ưu điểm, liên quan tới cái tiền trước nè, liên quan tới cái thời gian trước nè, liên quan cái tiền, viết một cái câu chứa tiền trong đó, tiết kiệm tiền nó thì tiết kiệm tiền, rồi sau đó mở rộng nó ra dần dần, như vậy sẽ không bị lặp tí, được chưa? Rồi đó là cách viết đoạn 1, đoạn 2. Nhớ là viết ý trước, sau đó mới hoàn thiện các cái ý. Rồi viết xong hết mấy cái ý này, viết được cái câu chung chung nhất rồi, nó thì tiết kiệm thời gian. Khi mua sắm online chúng ta có thể tiết kiệm tiền. Rồi hai ý đó xong, viết từ vựng ra trước rồi xong hoàn thành một ý. Sau khi hoàn thành ý xong rồi có thời gian mới mở rộng nha, không có thời gian thì khỏi mở rộng. Có thời gian mới mở rộng, hoàn thiện ý chính là mở rộng nó ra đó. Rồi sau đó hoàn thiện ý xong còn dư lại 10 phút đúng không? Hết bài rồi, làm tất tần tật xong hết rồi còn dư lại 10 phút. 10 phút làm gì? Mười phút còn lại anh chị kiểm tra ngữ pháp. Mười phút còn lại kiểm tra ngữ pháp. Anh chị, quan trọng nhất trong một câu, trong một mệnh đề quan trọng nhất là gì? Danh từ và động từ. Danh từ nó hay nằm ở chủ ngữ đó, ngoài ra nó còn có vị trí tử. Danh từ và động từ là quan trọng nhất. Danh từ kiểm tra cái gì? Danh từ kiểm tra những danh từ nào là danh từ số ít, đã có S hoặc AS chưa, rồi đã có mạo từ hoặc là một cái gì đó khác đi chung chưa. Hôm trước em nói rồi, một danh từ nó sẽ không đi một mình, nó sẽ có mạo từ đi chung hoặc là một cái gì đó đi chung, có thể là có S thêm S hay AS, hoặc có chữ this, có chữ my, có chữ gì đó, hoặc là sẽ có chữ một là a, an, one, hoặc là mạo từ the. Thì xem xét xem nó có những cái đó chưa, rất quan trọng đối với danh từ. Và động từ thì mình xem thường là ở luật, hôm trước nói rồi, luật thì mình chia thì gì? Hiện tại đơn hết. Nhưng lâu lâu cũng có một vài câu cần xài tương lai và quá khứ đơn. Rồi, quá khứ thì làm gì? Thêm chữ ED vô là thêm chữ đã vô đó. Tương lai thì thêm chữ sẽ vô động từ, tôi sẽ đi. Thì thêm chữ sẽ vô động từ, tôi đã đi. Thì thêm chữ đã là chữ ED. Còn những cái nào bất quy tắc thì nhớ, còn không biết động từ nào là bất quy tắc thì cứ thêm ed với thêm will vô nha. Rồi đối với thì hiện tại đơn thì tối nay mọi người ở nhà mở ra coi lại cái thì hiện tại đơn ngay và lập tức giùm em luôn thì hiện tại đơn. Nếu chủ ngữ số ít thì động từ thêm s hoặc s, nếu chủ ngữ số nhiều thì động từ viết giống nguyên mẫu. Rồi xem nó có giới từ hay chưa. Rồi đó là phần ngữ pháp. Rồi chụp lại màn hình hoặc ghi tay lại. Một là chụp lại màn hình, hai là ghi tay. Rồi qua tới phần nói part 3. Qua tới phần nói nó có, part 1, sorry. Qua tới môn nói. Phần nói thứ nhất, anh chị sẽ có 3 phút để nói. Phần này chắc là giáo viên hướng dẫn rất nhiều rồi. Mỗi phần như vậy, mỗi cái chủ đề như vậy, anh chị sẽ có 2 đến 3 câu hỏi để nói nha. Anh chị sẽ có 2 tới 3 câu hỏi để nói, để trả lời, sorry. Ở đây nó sẽ có 2 chủ đề. Anh chị chọn một trong 2 chủ đề. Không nhất thiết phải trả lời 2 chủ đề. Còn ai trả lời được 2 chủ đề thì càng tốt.
có cái để người ta chấm ha. Rồi cái gì đây, hai cái chủ đề này anh chị không đọc lại câu hỏi, bởi vì việc đọc lại câu hỏi không có điểm, mất thời giờ và không có điểm. Và lưu ý rằng trước khi vô môn nói anh chị phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, bởi vì môn nói ngắn thời gian lắm, cả ba phần nói hết môn nói có 12 phút thôi, phải chuẩn bị tinh thần trước khi vô môn nói. Và cái môn phần nói thứ nhất anh chị không có thời gian chuẩn bị, khi máy tính chiếu cái đề lên là bắt đầu nó cũng chạy thời gian luôn. Nói lặp lại nè, phần thứ nhất, phần tương tác xã hội có hai nhóm chủ đề, anh chị chọn một trong hai nhóm chủ đề để trả lời. Và nếu anh chị trả lời được hai nhóm chủ đề này thì càng tốt, và anh chị sẽ không có thời gian để chuẩn bị. Máy tính chiếu đề lên đồng nghĩa với việc thời gian bắt đầu chạy. Chạy hết 3 phút máy sẽ lập tức không ghi âm, anh chị có nói hay nói thêm bao nhiêu nữa cũng sẽ không có ghi âm lại. Tất nhiên thì giám khảo sẽ không nghe và không chấm điểm. Và nhớ đừng đọc lại câu hỏi nha, không có điểm đâu nha. Thấy hai chủ đề này cái nào dễ thì nói trước. Có khi thấy cái đó dễ nói xong chủ đề đó hết thời giờ luôn, không qua được chủ đề tiếp theo. Như vậy cũng chẳng sao, có nghĩa là anh chị nói tốt, anh chị vẫn có thể đạt được cái điểm maximum. Rồi, chọn một trong hai chủ đề, chọn cái nào là tùy mình. Ví dụ người ta kêu let's talk about food and drink, là hãy nói về thức ăn và nước uống, thì nói gì đây? I will talk about food and drink. Tôi sẽ nói về thức ăn và nước uống. Ở đây có 3 câu hỏi, và khi mở rộng 3 câu hỏi này ra, hỏi là bạn có thích ăn rau hay không? Có nhiều đứa nít nó không thích ăn rau đâu anh chị, nó thích ăn thịt cá thôi, nó không thích ăn rau. Thì ví dụ mình nói là tôi thích ăn rau, không phải trả lời yes or no không, mình phải mở rộng đó ra. Có thích ăn loại rau gì và thích ăn cái món gì có cái rau đó, ví dụ như vậy. Sau khi nói xong nhìn xuống câu số 2, thấy nó hỏi là anh chị thích ăn rau được nấu từ cái món gì. Ai da, phần trả lời của anh chị sẽ giống câu số 1 rồi đây. Vì thế vô trước tiên, anh chị đọc qua hết cả 3 câu hỏi đi đã, rồi anh chị take note ra, ghi chú ra là đề nó hỏi cái gì, hoặc là mình sẽ nói cái gì, ghi chú sau đó ghi tùy mình. Không thôi lát câu số 1 trả lời xong mở rộng ra, có hồi nhìn xuống câu số 2, cái phần mở rộng của câu số 1 là cái phần trả lời đáp án của câu số 2 luôn rồi. Vì thế cố gắng đọc câu hỏi lướt sơ qua 3 câu hỏi này trước, rồi đọc trả lời từng câu, và nếu thấy câu trả lời số 1 nó liên quan tới câu số 2 thì gom hai câu trả lời một thể luôn, được chưa? Còn nếu như mà ai khá hơn chút xíu rồi đọc nhanh phát biết ba câu hỏi này nó hỏi là rồi là cái gì, rồi làm gì đây, nối ba câu hỏi này thành một cái đoạn văn giới thiệu vô. Good morning sir, chào thầy chào cô gì đó, ví dụ thi buổi sáng chào thầy chào cô, mặc dù chẳng có ai ngồi nghe nhưng vẫn cứ chào rồi bắt đầu nói. Rồi chào thầy chào cô, tôi sẽ nói về thức ăn đây. Rồi chào thầy chào cô, rồi nói gì đấy, I will talk about food and drink, tôi sẽ nói về đồ ăn thức uống, rồi nó nói gì đó tùy mình. Ba câu này có quyền đọc hết ba câu hỏi và tự hiểu, rồi sau đó cấu trúc ba câu hỏi này thành một cái đoạn ngắn ngắn để học, để nói thế thôi, chứ không nhất thiết phải trả lời từng câu, hay không nhất thiết phải trả lời câu nào trước, miễn sao đầy đủ trong cái bài nói của mình, đầy đủ đáp án của ba câu này là được. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhiều khi vô gặp một cái chủ đề về education, các câu hỏi trong đây đọc không hiểu câu hỏi nó hỏi cái gì, không biết nó nói cái gì hết, nhưng vẫn biết cái chủ đề nói về giáo dục education thì làm gì, nói đại đi, nói cái gì cũng được, miễn sao nó liên quan tới education là phải giáo dục là được. Nhưng mà thường á, người ta sẽ không hỏi cái gì mong luôn đâu, người ta sẽ hỏi những cái liên quan tới bản thân mình. Thì các chủ đề mình đã học rồi đó, cái gì mà nó có các câu hỏi thì mình cứ đọc hết ra, mình nhớ là hôm trước thầy dạy cô dạy chủ đề đó hỏi những câu hỏi đó đó, cái chủ đề education nó hỏi là những câu hỏi đó, thì bây giờ cứ trả lời đúng như vậy hết đi, không lúc đó là bí rồi, không biết là các câu hỏi đó hỏi cái gì thì thôi cứ trả lời đại hết, miễn sao nó liên quan tới cái chủ đề người ta sẽ có cái để chấm. Mà người ta thường hỏi về bản thân mình thôi, thường các chủ đề nó sẽ hỏi về bản thân mình thì chỉ có cái gì mà liên quan tới mình nói đại đi, có cái gì nói cái đó, thể nào không dính đông cũng dính tay, sẽ có cái để chấm điểm chắc chắn luôn, chắc chắn là như vậy luôn á. Rồi không trả lời hết được hai chủ đề thì trả lời một chủ đề cũng được nha. Rồi qua tới phần nói
Số 2, part 2. Anh chị sẽ có 4 phút để nói, tuy nhiên phần này nó không quá khó. Cái phần này anh chị sẽ có 60 giây để chuẩn bị đề chiếu, máy tính chiếu cái đề lên. Người ta sẽ cho anh chị 60 giây để chuẩn bị. Rồi 60 giây này, hồi nãy cái sườn bài đã viết rồi nha. Nhớ là cái sườn bài hồi nãy viết rồi, cái phần đọc hiểu bạn nghe hiểu sườn bài viết rồi đó. Bây giờ chỉ điền vô thôi. Rồi câu thứ nhất là gì? My situation is that. Có viết lại không? Không. Đừng có viết cái đề vô đây. Lát tự đọc được rồi, nhìn lên cái đề đọc được rồi. Đừng viết lại mất thời giờ lắm. Và nhắc luôn, viết tiếng Anh được nhưng tiếng Việt cứ quên hoài, không biết đọc sao thì sao, ghi chú chữ tiếng Việt đó ra, lát cầm tờ giấy đọc. Miễn sao nó trôi chảy thành trôi chảy là được. Rồi câu số 2, in my situation, I think, điền cái gì vô đây thì tự điền vô, nhìn trên kia cũng được, điền vô cũng được. Rồi, it's the best choice because of the following reasons, viết ra hết. Firstly, secondly, thirdly. Rồi, mình thường á, em hướng dẫn cho mình sẽ đưa ra ba cái lý do vì sao mình chọn nó, đúng không? Bây giờ em ví dụ một trường hợp như thế này, đọc không hiểu cái đề nó nói cái gì, hoặc không hiểu ba cái đáp án này, ý nghĩa của ba cái đáp án này là gì, ý nghĩa của ba sự lựa chọn là gì, hoặc không hiểu cái đề là gì, nói tóm gọn lại không biết làm cái gì hết. Vậy thì làm cái gì đây? Em có hai câu. Nhìn cái câu màu đỏ mọi người viết lại. Thứ nhất, bởi vì, firstly, nó thì tốt, bởi vì những lý do sau đây. Firstly, thứ nhất, nó thì tốt. Secondly, thứ hai, nó thì phù hợp. Ai chẳng biết nó tốt, ai chẳng biết nó phù hợp thì người ta mới chọn. Tuy nhiên không còn cách nói nào hơn nữa, có biết cái đề nó nói cái gì đâu. Thì bạn phải chấp nhận, ừ, nó thì tốt, nó thì phù hợp. Rồi, bây giờ xuống cái phần không chọn, cũng phải giải thích tại sao không chọn thì nói gì đây. I don't choose. Choose nha, chữ này đọc choose, không phải choose nha. Không phải choice nha, chữ này đọc choose. I don't choose, tôi không chọn cái đáp án A and cái đáp án B luôn, tôi không chọn A and B. Rồi, because, bởi vì, where, not suitable, chữ suitable là phù hợp, not suitable là không phù hợp. Mọi người ghi lại hai cái câu, it is good, it is suitable, và cái câu cuối cùng tôi không chọn cái này và cái kia, because, bởi vì they are not suitable, vì chúng không có phù hợp. Được chưa? Rồi, ok. Phần nói số 2 nếu không biết gì. Rồi, một trường hợp nữa như thế này. Đọc cái đề không hiểu, nhưng đọc cái đáp án hiểu thì làm đại đi, đọc cái đáp án. Ví dụ người ta cho cái đề đó gì đó không biết, đọc cái đáp án có một cái mùa xuân, có một cái mùa thu, có một cái mùa hè. Hoặc là ta hỏi có một cái mùa xuân với một cái mùa hè, có thể là người ta sẽ hỏi cái gì đây anh chị, hỏi anh chị đi du lịch và đi cái mùa nào thích hợp, có thể là như vậy. Thì mình cũng đoán đoán, tại mình cũng hay thấy nó trên mấy cái đề đó đoán. Giờ thấy ba cái sự lựa chọn, chả hiểu đề nói gì, thấy có ba sự lựa chọn. Chả biết ba cái sự lựa chọn này, biết được có hai cái là mùa hè với lại mùa xuân thôi. Thì giờ thôi, đành chấp nhận lại. Rồi, mùa xuân. Mùa hè. Rồi, tôi nghĩ mùa hè là phù hợp. Vì sao? Bởi vì những lý do sau đây. Mùa hè thì sao? Mát mẻ. Và mùa hè chúng tôi có nhiều thời gian, tôi không chọn mùa xuân và mùa đông cái gì đó, hai cái còn lại chả biết nó là cái gì, bởi vì chúng không có phù hợp, bởi vì chúng lạnh. Rồi sau đây tôi không chọn cái mùa đông bởi vì nó thì lạnh. Tôi cũng không chọn cái mùa xuân vì sao? Bởi vì thời điểm này chúng tôi rất là bận. Thì bây giờ nói đại thì chứ biết làm sao, ít để có được câu từ ý nha. Rồi còn nếu mà thật sự không biết cái đề nó nói cái gì luôn thì xài hai cái câu em ghi trên đây, màu đỏ em ghi trên bảng đó. Rồi ai không nhớ thì chụp hình lại, chụp màn hình lại hoặc là ghi lại đi ạ. Qua tới phần nói số 3. Thật ra chả có gì để nói phần nói số 3. Ở cái môn nói số 3 đề cho một cái câu dẫn chủ đề. Let's talk about cái gì đó, rồi cho một cái chủ đề là cái nằm ngay giữa, được chưa? Cho cái ý chủ đề nằm ngay giữa và phát triển ba cái ý xung quanh ra. Sau đó đề cho mình thêm 3 câu hỏi ở phía dưới cái đề, trả lời một trong 3 câu hỏi đó. Rồi, đề nó cho cái kiểu này, đề nó yêu cầu cái gì đây? Cái yêu cầu chính của cái đề là làm gì? Phát triển 3 cái ý cho sẵn ra, rồi trả lời 3 cái ý cho sẵn là 3 cái xung quanh đó, rồi trả lời một trong 3 câu hỏi. Hết cái đề nó cho 3 câu hỏi, trả lời một trong 3 câu là được, không cần phải trả lời hết nha. Rồi, nếu mà đọc cái đề chưa hiểu lắm thì làm gì? Thì đọc 3 câu hỏi phía dưới, bởi vì 3 câu hỏi phía dưới chắc chắn người ta hỏi cái gì đó liên quan tới cái chủ đề trên.
Nếu đọc hết cái trên còn chưa hiểu thì đọc luôn ba cái câu ở phía dưới để mà hiểu cái đề nó nói cái gì. Được chưa? Ba cái câu hỏi này đó anh chị trả lời một trong ba câu thì là được rồi, không cần phải trả lời hết đâu. Còn trường hợp thì trả lời không trả lời được hết ba câu thì càng tốt. Rồi cái sườn bài phần đó số 3 hôm bữa em cho rồi. Nếu mà không biết đề nó nói cái gì thì ít nhất cũng phải trả lời đọc được cái sườn rồi. Firstly, thứ nhất, một là cái gì? Một là cái shopping online nó như thế nào? Shopping online has có nhiều sự lựa chọn nối cái chủ đề ở giữa với lại các cái ý xung quanh. Firstly, shopping online has many choices. Secondly,